Xin chào tất cả các anh chị, em là Phú bên xe đạp Tâm Đức. Thì hôm nay là một trong những cái ngày cuối cùng để chuẩn bị cho cái hội chợ triển lãm Việt Nam Sport Show 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2024 tại SEC quận 7 anh chị nha. Thì đây là một trong những ngày cuối cùng để chuẩn bị, thì hôm nay em sẽ vào quay cho anh chị xem cái không khí của các dân hàng, các cái doanh nghiệp đến từ rất là nhiều nước tham gia cái triển lãm năm nay xem như thế nào. Đấy, thì bọn em là một trong những cái đơn vị mà gọi là ở đây là làm truyền thông anh chị nha, thì sẽ cập nhật cho anh chị những cái thông tin mới nhất về cái triển lãm này. Đấy, đây là cái cổng vào anh chị nhé, cổng này cổng A2 phía sau. Đấy, thì hôm nay là cái ngày đầu tiên, xin lỗi anh chị, là ngày cuối cùng để mình để các cái doanh nghiệp hoàn thành cái gian hàng để chuẩn bị. Đấy, thì em vào đây em quay cho anh chị xem nhá. Thì tức là cái khung xương của các gian hàng thì người ta đã chuẩn bị hết rồi. Khung xương của các gian hàng thì họ đã chuẩn bị cũng sơ bộ cơ bản hết rồi. Thì bây giờ đây, các cái doanh nghiệp cũng như là cái chủ gian hàng đang hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng để dẹp trưng bày sản phẩm và để khai trương vào ngày mai là ngày 26 ấy tháng 9 2024 anh chị nhá. Thì bây giờ em sẽ đánh một vòng sơ bộ cho anh chị cùng xem cái công tác chuẩn bị cập nhật mới nhất đến thời điểm hiện tại là nó như thế nào. Đấy, thì để nhân dịp này thì anh chị nào mà có cái nhu cầu ấy, cần tìm những cái nhà cung cấp, những cái nguồn hàng ấy, thì mình bớt chút thời gian mình xuống trung tâm triển lãm SEC của quận 7 để mình tham khảo nhá. Đây, thì triển lãm năm nay em thấy cũng rất là nhiều cái gian hàng, cái doanh nghiệp tham gia. Đấy, và hồi nãy em đi đánh sơ một vòng thì thấy cũng rất là lớn anh chị nhá. Và gì ạ, có rất là nhiều cái thông tin hữu ích cho mình nếu mà mình tham gia anh chị nhá. Đây đó, đây là những công tác chuẩn bị sơ bộ nhá. Thì ngày mai thì bên em sẽ live stream trực tiếp cái buổi khai mạc của cái triển lãm này. Thì có rất là nhiều doanh nghiệp tham gia anh chị nhé, đến rất là nhiều nước. Ví dụ Việt Nam này, Việt Nam mình thì chắc chắn có nhiều doanh nghiệp rồi. Rồi là có những cái doanh nghiệp của Trung Quốc này, người Trung Quốc thì qua đây rất là nhiều anh chị nhé. Người Trung Quốc thì qua đây rất là nhiều. Rồi là của Campuchia này, và một số nước khác nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá anh chị nhé. Đây, ví dụ như đây là cái gian hàng của Garmin đúng không? Đây là cái gian hàng của Garmin. Rồi là đây là gian hàng của Magic Bros. Đấy, đây là gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ado Việt Nam. Đó, rất là nhiều gian hàng. Nói chung là cũng đang hoàn tất cái công tác chuẩn bị. Đấy, anh em thấy cái cờ không? Cờ rất là nổi đúng không ạ? Đấy, ngay đầu video luôn. Đấy, còn đây là các bạn biết ai đây không? Đây là hai anh kỹ thuật của xe đạp Tâm Đức đang hỗ trợ đấy, một số cái đối tác tham gia cái triển lãm lần này. Đấy, thì có rất là nhiều cái thương hiệu mới trong cái triển lãm này anh chị nhé, đặc biệt là cái ngành xe đạp. Đấy, thì đây là anh chị đang xem trực quan và trực tiếp luôn nha. Đấy, trực quan và trực tiếp những cái công tác chuẩn bị sơ bộ nha. Đấy, có nghĩa là cái là thực chất nhất luôn. Đấy, anh chị nha. Đây là thảm xanh của ban tổ chức, thấy không? Rất là nhiều thương hiệu Bioreal. Cái này là không biết là cái gì nha. Đây, cái triển lãm này anh chị nè, xe hài bánh Việt Nam này, The Vietnam Cycle Expo này, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 2024 này. Thì em đi sơ bộ một vòng nhé, tại vì hiện tại thời điểm bây giờ em quay là 12 giờ trưa, nghĩa là cái công tác chuẩn bị thì nó sơ bộ thôi chứ nó chưa có nhiều đâu anh chị nhé, chưa có nhiều đâu. Đấy, và đây là những cái hình ảnh mới nhất em cập nhật cho anh chị nhé. Nói chung thì anh chị nào quan tâm cái ngành hàng này, đấy, thế đó, đây nè, đây là cái triển lãm có một số sản phẩm như là xe hai bánh Việt Nam nè. Đấy, còn tên cái triển lãm thể thao và giải trí ngoài trời Việt Nam đó. Anh chị ha, đây, anh chị thấy không đó. Không biết là bên này là cái ngành hàng gì, Việt Nam Sport Show. Đây, em đi quay sơ bộ một vòng cho anh chị cùng xem nhé. Là ánh sáng của ban tổ chức này, cái đội ngũ kỹ thuật họ đang làm. Đấy, đây là chắc là sân khấu, đây là sân khấu này anh chị. Đấy, đảm bảo với anh chị đây là những cái cập nhật mới nhất luôn đấy mà anh chị có thể xem được về cái thực tế của cái triển lãm này vào năm 2024 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh này anh chị nha. Đã, em thấy thì rất là nhiều cái doanh nghiệp của Trung Quốc qua đây anh chị nha, rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc qua đây.
Đây nha, máy chạy bộ này, họ còn có cả máy chạy bộ này, rất là nhiều anh chị nha. Nếu mà chắc ngày mai hoặc đến cuối giờ chiều nay ấy, mà mình quay chẳng hạn thì thực ra là rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà đây là công tác mới nhất em cập nhật. Còn ví dụ như chiều nay mà có nữa thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị. Đấy, rất là nhiều. Đây này. Đây là sản phẩm về thể thao anh chị nhé. Đây là sản phẩm về thể thao. Đó. Đúng không? Rất là nhiều. Này, đây là công tác chuẩn bị sơ bộ này. Các kỹ thuật viên thì đang làm việc. Đó. Thì nói chung nếu mà tham doanh nghiệp mà tham gia triển lãm ở cái khu SECC này, SEC của quận 7 này thì anh chị biết rồi, đây là nơi mà mình chuyên Việt Nam mình chuyên tổ chức những cái triển lãm. Có một cái thương hiệu xe đạp mới này, Quick này. Em đây quay sơ bộ cho anh em mình cùng tham khảo nha. Đây là một doanh nghiệp của Trung Quốc này, họ qua đây họ tham gia để tìm kiếm thêm khách hàng. Còn đây là của Servo này. Rất là nhiều anh chị nha. Cái gian hàng này chắc là của Vòng Xanh rồi, đúng không? Mình thấy cái biểu tượng nó quen quen, đúng không? Đấy, đây là giày. Đấy, thì họ tham gia để họ tìm kiếm thêm cái khách hàng. Đấy, mà mình thấy là chủ yếu là doanh nghiệp Trung Quốc họ tham gia rất nhiều anh chị nhá. Đây mình quay có một cái dân hàng là mình thấy cũng khá là professional, tức là chuyên nghiệp anh chị. Đó. Professional tức là chuyên nghiệp ấy. Này, anh chị thấy không? Nó đẹp không? Anh chị nào mà cần thêm cái thông tin thì có thể là tham gia được. Đó. Đó. Anh chị thấy không? Nói chung là cái công tác chuẩn bị nó rất là gì ạ? Nhộn nhịp. Cũng là xe đạp anh chị nhé, đây thương hiệu rất là mới, Zyko. Thế nào, đây mình coi thử này, rất đẹp ha. Có cả xe điện luôn anh chị nhé, có cả xe điện luôn nhé. Đây là của Java này. Đấy, anh chị biết rồi, bên mình bán Java cũng rất là nhiều. Bên mình bán Java thì cũng rất là nhiều. Họ đang chuẩn bị thôi, họ đang chuẩn bị. Đấy, cái mẫu nó nhìn rất là quen thuộc đúng không? Đây là xe đạp Java. Còn đây là xe xích lô ha. Là xe xích lô. Đây công ty xe điện Minh mà. Cái này là chắc là của công ty Trung Quốc ấy, nhưng mà chắc là có nhà phân phối tại Việt Nam ấy. Thì các bạn biết không, anh em nào mà muốn mua cái mẫu xe ở triển lãm này đúng không, thì anh em tới vào cái ngày cuối triển lãm, thường thường những cái doanh nghiệp mà họ tới đây họ tham gia triển lãm thì ngày cuối họ hay bán rẻ. Anh em tới đây mua mẫu là ngon, tại vì kinh nghiệm của mình đi thì rất là nhiều rồi. Cứ cuối triển lãm là các bạn sẽ mua thôi. Anh em cứ tới ngày cuối triển lãm là anh em mua là rất là ngon, tại vì năm ngoái mình mua được một mớ hàng về bán này cũng tốt anh em. Đây là công tác mình chuẩn bị sơ bộ anh em nhé. Nói chung là đấy, kinh nghiệm anh em đi mua hàng đúng không, thì cứ tới cái ngày cuối của triển lãm, ngày đầu á anh em muốn gặp chủ doanh nghiệp đúng không, thì ngày đầu là anh em tới đây đúng không, thì anh em sẽ gặp chủ doanh nghiệp tới đây, tại vì ngày đầu ai họ cũng tham gia hết. Còn với anh em muốn mua hàng á thì anh em cứ tới ngày cuối, cứ tới ngày cuối của triển lãm là anh em sẽ thấy người ta bán giảm giá là tới đây mình mua mẫu thôi đúng không. Đấy. Nói chung là mình đi qua một vòng mà mình thấy toàn đối tác quen của bên mình thôi anh em ạ. Đây mình đi tiếp qua vòng này nhá. Thì ra thì rất là nhiều ngành hàng trong này. Nhưng mà do là mình làm bên xe đạp nên là mình cũng cập nhật cho anh em một chút xíu bên xe đạp thôi. Chứ còn ví dụ chính xác thì chắc để chiều tối hôm nay mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em một cái video nữa để anh em biết là nó đẹp hơn như thế nào, nó có thay đổi gì hơn đúng không? Đây mình thấy rất là nhiều hãng xe này, thấy không? Anh em thấy không? Tuyệt vời chưa? Đấy. Có thấy có một cái sườn xe rất đẹp đúng không? Sườn này sườn carbon. Đấy. Đây là công tác chuẩn bị của ban tổ chức anh em nhé. Đây, thấy đẹp chưa? Anh em thấy cái sườn này nó đẹp không? Đây, thì đây là chắc là một cái doanh nghiệp của Trung Quốc họ qua đây nè. Qua đây họ tham gia này, đúng không? Đấy. Tại vì mình thì làm trong ngành hàng xe đạp cho nên là mình cũng khá là hiểu về cái sản phẩm anh em. Đấy, còn đây là xe lăn xe đạp họ làm đủ thứ hết anh em. Đó, họ làm đủ thứ hết. Đó. Rất nhiều thứ cho anh em cùng tham khảo. Đây là cũng là một doanh nghiệp của Trung Quốc này các bạn. Thực ra là mình đi triển lãm nhiều thì mình cũng cập nhật được là thực ra người Trung Quốc ấy
họ qua Việt Nam, gọi là họ đi như đi chợ các bạn, chứ còn dân mình mà qua Trung Quốc làm ăn thì thực ra là gọi là gì, mình không có đủ cái bản lĩnh để qua đấy, hoặc là mình vẫn còn e ngại, dùng cái từ nó chính xác như thế. Người Trung Quốc thì mình cảm giác như là họ là đất nước tự dân, họ có rất là nhiều người giỏi và có cái kiểu cái tố chất của họ là làm kinh doanh và dám nghĩ dám làm kiểu vậy anh chị. À, thì họ đi rất là nhiều nước, họ làm ăn kinh doanh, họ buôn bán. Anh chị thấy là tất cả cái mặt hàng của người Trung Quốc họ len lỏi vào cái đời sống của không chỉ Việt Nam mình, người dân Việt Nam mình mà hầu như tất cả các nước trên thế giới. Đấy, họ len lỏi vào được hết và chất lượng nào họ cũng làm được hết anh chị. Chất lượng nào họ cũng làm được hết, chứ không phải là họ làm cái giá rẻ đâu nha. Trước giờ mình hay nghĩ rằng là họ hay làm giá rẻ đúng không? Nhưng mà thực tế không phải, do cái người đặt hàng anh chị, họ muốn giá rẻ nên người ta làm giá rẻ cho mình, tức là giá nào họ cũng chơi được anh chị. Giá nào họ cũng chơi được hết. Đúng không ạ? Đây là cũng là một cái xe của doanh nghiệp của Trung Quốc này. Thì mình thấy rất là đẹp. Nếu như anh chị nào mà ví dụ làm trong ngành nào đó mà mình muốn tìm một cái nhà cung cấp đúng không? Thì sự tham gia mấy cái triển lãm này là rất là đúng ý luôn. Rất gọi là gì ạ? Rất là đấy, gọi là đầy đủ thông tin cho mình tham gia luôn anh chị. Đấy. Ví dụ như ở đây chẳng hạn là cái doanh nghiệp, ví dụ như là đây nè, xe đạp này, đây là Line này đúng không, Line này đó. Thì mình thấy cũng rất nhiều sản phẩm trong cái gian hàng này đúng không đó. Đấy, đây công tác cập nhật cho anh chị xuống xem nhé. Đó, đây là Line này, mình thấy mình quay cho anh em xem thử nha. Đấy. Đây, ví dụ như Line thì họ, mình thấy họ vừa chuẩn bị bốn cái model ở đây nè. Chắc là thế sẽ chiều sẽ có nhiều hơn anh chị nhé. Tạm thời thì như thấy như thế thôi. Đây xe đạp toàn đầu, xe đạp toàn cầu anh chị nhé. Đấy, họ chuyên làm ba cái thương hiệu là Line, Fascino và Papilus này. Đấy, thì anh em nào muốn tìm nhà cung cấp về xe đạp toàn cầu thì em mình thấy năm nay là họ tham gia ở khu vực Hồ Chí Minh này, thì mình thấy một gian hàng ở đây cũng khá là lớn anh chị nhé. Đấy. Và chắc chắn là sẽ có những cái điều mới mẻ và hay ho cho anh em mình cùng xem và cùng tham khảo. Thì chắc cái chiều về mình sẽ làm một cái video mới nữa cho anh chị cập nhật được những cái gì ạ, thông tin mới nhất về gì ạ, về cái công tác triển lãm của hội chợ, của cái triển lãm năm nay ấy anh chị nhá. Đấy, rất là nhiều doanh nghiệp cho mình gì ạ, tham khảo. Đấy, cũng như là chọn nhà cung cấp thì mình thấy là mình phải tham khảo, ví dụ anh chị nào làm kinh doanh thì mình phải tham khảo rất là nhiều thông tin thì mình mới chốt được đấy, một cái nhà cung cấp mình cần anh chị. Đấy là kinh nghiệm mình đi mua hàng, mình tham khảo rất nhiều anh chị nha. Rồi, công tác triển lãm sơ bộ thì em quay như thế cho anh chị xem. Anh chị nào mà cần thêm thông tin gì nữa thì vui lòng liên hệ với lại bộ phận marketing của xe đạp Tâm Đức nha, của Tâm Đức Cycle. Đấy, chiều mình sẽ cập nhật thêm một cái video mới hơn nữa cho anh chị cùng tham khảo nha. Đây có cái gian hàng của XDS này anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị nha đã dành thời gian theo dõi video này. Đấy, chiều mình sẽ cập nhật thêm một cái video mới nữa cho anh chị tham khảo nha. Xin chào ạ.